xin chào anh em. Ở trên tay mình không phải là một chiếc suvey mà là chiếc Tab S7 của Samsung, một chiếc máy rất là hot gọi là gần như là đầu bảng của Samsung vậy. Ừ, tất nhiên là có phiên bản cao hơn đó là phiên bản Tab S7 Plus nhưng mà nó cũng là một cái um, biến thể thôi. Còn chiếc Tab S7 là vừa tiền nhất đối với cả những anh em sử dụng. À, hôm nay thì trên tay chiếc uh, suvey Tab S7 thì mình sẽ đánh giá qua, đánh giá nhanh chiếc máy này để xem uh, nó có điểm gì hay ho để anh em lựa chọn nhé chúng ta bắt đầu một video thôi đầu tiên thì chúng ta nói về ngoại hình đi xem tổng quát xung quanh rồi sẽ đi vào bên trong sau rồi bỏ cái bàn phím ra chiếc tắp S7 này của chúng ta sẽ có một thiết kế gần như là gần tương tự so với chiếc tắp S6 anh em sẽ có một màn hình lớn hơn nó là 11 inch và ở đằng sau thay vì như bản cũ nó là bằng nhựa thì bản này thì Samsung đã làm một bề mặt giống da, mặc dù vẫn là nhựa thôi, nhưng mà nó có bề mặt sần sần giống da và cầm rất rất là thích, không để lại mồ hôi và dấu vân tay. Chiếc Tab S6 của mình đã có một bài review rồi và so sánh với cả chiếc Supe Pro 6 mình sẽ để ngay phía dưới để cho anh em xem. Chiếc máy đó là vỏ lưng bằng nhựa. Cái phần anh em dính ấy nó rất là bám mồ hôi và dấu tay nhưng mà trên bản này nó làm bằng da sần rất là ok. bản khi dính vào bản này rất là sướng nha anh em nhé À, ở đây vẫn là chỗ cũ thôi, chỗ để anh em có thể hút hút bút vào. Đó, bút bản này to hơn phiên uh, bản TAP S6 nhiều. Nó dính thì cảm giác nó không chặt lắm, này lỏng lẻo này. Không biết mình có dính đúng không nữa. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ đến với uh, xung quanh. Ở cạnh trên anh em sẽ có nút nguồn kim vân tay luôn, tăng giảm âm lượng này. Lỗ mic này, lỗ cầm sim này bản này anh em đã có bốn loa hai bên nữa nhá hai bên có hai loa khá là ngon ở dưới là năm à, châm để anh em hút bàn phím tuy nhiên mình cảm thấy rằng ở trên chiếc tab s 7 này năm châm nó hút không được chặt lắm bản tab s 6 mình đã trải nghiệm nó ngon rất nhiều anh em nhìn nhá Đấy, anh Chào em... mừng bạn đã trở lại tôi có thể giúp gì cho bạn chết google assistant đây anh em nghe này tiếng cái nó rất là đơn giản nó rất là nhẹ rất là dễ rơi anh em nhé cực kỳ dễ rơi luôn đây còn so với cả một chiếc máy khác ví dụ như là chiếc Sufe Go. hai mình đang có ở đây anh em nghe tiếng hút anh em thấy khác biệt luôn anh em nghe thấy không nó nghe cao cấp hơn rất nhiều so với cả chiếc Tab S7 này nó là cảm giác nó không chắc chắn anh em ạ đó là một điểm chê của mình về cái thiết kế nam châm này khi gắn bàn phím vào anh em sẽ có một chiếc máy uh, tablet LINE LAPTOP Nhìn giống SOUPVAY nhỉ <laughs> Anh em thấy giống không Đấy, Ok à, Khi anh em gắn cái bàn phím này vào trên chiếc Tab S7 thì anh em sẽ có Một thiết kế um, LINE như thế này All in one Tuy nhiên ở cái phần bàn phím Thì mình uh, Có điểm này muốn uh, cho anh em xem ở Chính là bàn phím nó không có độ dốc Để anh em gõ, anh em nhìn thấy không? độ dốc thì khi đó bàn phím khi anh em gõ xuống ấy nó không được cao lắm không có độ chéo để anh em gõ nên nó sẽ dễ dàng rất là dễ mỏi cổ tay đấy đó là một điểm mình thấy chê ở cái bàn phím này và cái layout phím nó khá là nhỏ ở trong quá trình trải nghiệm của mình khoảng tầm một tuần thì mình gõ xịt rất là nhiều phím rất là nhỏ bé đó. nhưng mà quan trọng cái bàn phím nó rất là lẩy nó rất là sướng Đấy. bàn phím thì làm bằng nhựa thôi. Còn đối với cả những chiếc máy của nhà Microsoft Surface thì họ sẽ bọc ra thì mình cảm giác nó sẽ thân thiện với người dùng hơn là nhựa như thế này. Còn anh em thì sao? Anh em thích bàn phím này không? Đi sâu ở bên trong thì anh em sẽ có một con Tab S7 có cấu hình là chạy chip Snapdragon 865 Plus chạy xung nhịp 3.1 hay sao ấy, đúng rồi. Đó và anh em sẽ có một cái bộ nhớ RAM là 6GB RAM màn hình độ phân giải là 1600 x 2560 nghĩa là rơi khoảng 2K ở trên một cái màn hình tỷ lệ 11 inch khá là sắc nét anh em ạ ở trên chiếc Tab S7 Plus thì anh em sẽ có màn hình tốt hơn đó chính là màn hình AMOLED nó sẽ đen nó sẽ sâu hơn và có pin tốt hơn 11 12 inch nữa còn đây là chiếc Tab S7 này anh em sẽ có 11 inch với cái màn hình là 11 inch tỷ lệ 1610 như thế này ấy, thì nó giống với cả bản Tab S6 thôi nó có một bề ngang rất là ngang nên khi anh em xem phim này, nghe nhạc hoặc nói chung là giải trí thì rất là thích, rất là Netflix. Đấy, nó rất là phù hợp để anh em giải trí. Nhưng mà um, khi anh em dùng ở chế độ tablet ít rất ít khi anh em cầm ngang như này mà anh em thường cầm dọc thì um, nó rất là dài, em hiểu ý mình không? Đây, anh em sẽ nhìn xem Facebook các thứ nó theo chiều dài nó không được tối ưu cho lắm Còn về chiều ngang thì nó chỉ phù hợp với cả anh em giải trí, xem Netflix các thứ thôi Nó hơi bè anh em ạ Cảm ứng cái thứ gì rất là tuyệt vời Khi anh em kết hợp với cả chiếc pen đây nữa Thì nó sẽ giúp cho anh em có thể ghi chú này Có thể vẽ, có thể viết Khá là hay Và cái công nghệ mà Samsung kết hợp ở trên chiếc Samsung Tab S7 này Nó là công nghệ Wacom mà quá nổi tiếng rồi Nó có thể nhận được bốn lực nó rất là mượt mà và thật sự ấn tượng anh em ạ Có rất nhiều công cụ để anh em có thể sử dụng nữa Mặc định ở trên Samsung đã có Ví dụ như anh em vào Samsung Note chẳng hạn Thật sự tuyệt vời Mối tội ở đây nó hút nó không được chặt lắm Ở trên chiếc Tab s 7 này Thì Samsung rất là hay đó chính là họ có thể gọi Dex ngay trực tiếp ở trên máy mà không phải cắm vào màn hình như trước kia nữa anh em chỉ cần giữ nút FL và ấn nút Dex ở cạnh F12 ấy, ấn vào là và sẽ lập tức chuyển sang Samsung Dex. tuy nhiên là quá trình chuyển đổi nó khá là lâu anh em ạ à. đấy nó rơi khoảng tầm 6 đến 7 giây khá là lâu khi ở cái giao diện này thì anh em sẽ có một cái màn hình như là một cái laptop như là một cái laptop luôn anh em sẽ có phần để gọi ra các ứng dụng ở đây này ở góc trái này và ở phần bên phải cuối cùng nó mở ra giống như là Win 10 vậy gần giống Win 10 anh em ạ à, một số điểm hay ở cái phần Samsung Deck này đó chính là à, nó có cho anh em nhiều không gian để làm việc hơn anh em có thể mở Facebook mở Messenger mở Instagram Đấy, nó đóng khung trong một cái khung nhỏ nhỏ nó giống như là ở trên Win 10 ấy. Đấy, đa nhiệm rất là tốt mở nhiều ứng dụng được nhưng mà tuy nhiên anh em chỉ có thể mở những ứng dụng riêng lẻ được thôi chứ không thể mở một ứng dụng mà chia ra làm nhiều phần ví dụ như là anh em uh, mở word anh em không thể mở hai ba file word một lúc được chỉ mở một file word một thôi excel cũng vậy à, hay là những phần mềm chỉnh sửa ảnh khác anh em không thể đa nhiệm được ở một ứng dụng nhiều cái em hiểu ý mình không à, việc đấy nó làm cho cái công việc của anh em cảm giác nó đơn độc hơn anh em ạ không thể nhanh chóng được đang gõ file word này mà mình muốn mở file word khác phải tắt đi và bật lại mở sang một file word khác, tối rất là tốn thời gian. đối với cả anh em làm việc một cách đơn giản cực cực kỳ đơn giản thì mình nghĩ là anh em có thể lựa chọn chiếc tab S7 này để làm việc nhưng mà để uh, làm việc văn phòng ở mức độ cơ bản thôi thì cũng chưa lên lựa chọn, tại vì nó sẽ làm chậm tiến độ làm việc của anh em đấy. còn về giải trí thì quá tuyệt vời rồi, chiếc tab S7 này À, có cấu hình rất là tốt, có màn hình rất là đẹp và pin cũng rất là ổn để anh em có thể à, sử dụng cả ngày. Rồi đó là một bài đánh giá à, nhanh của mình về chiếc Tab S bảy thôi. À, sắp tới mình sẽ có một video đánh giá chi tiết anh em nhớ xem và ủng hộ mình nhé. Và mình sẽ so sánh chiếc Tab S 7 này với cả những đối thủ cùng tầm giá, ví dụ như là chiếc Suvigo Go hai. Nhớ đón xem nhưng mà nhớ ấn like, nhớ đăng ký đấy để ủng hộ mình để mình có thêm động lực để làm những video hay khác sắp tới nhé. À, rồi, mình là Long và đây là Đăng Vũ. Bye bye, đánh giá nhanh chiếc Tab S7.